Vừa bị so sánh với Hồ Văn Cường, Mạnh Quỳnh đăng đàn không bỏ cuộc hay suy sụp vì bất cứ lý do gì. Cách đây ít giờ, Mạnh Quỳnh vừa đăng tải hình ảnh bản thân lên trang cá nhân của mình, đính kèm với đó là dòng trạng thái bày tỏ sự mệt mỏi. Có một sự đuối không hề nhẹ đang lên lỏi trong thân thể, nhưng phải cố gắng để vượt qua, không thể bỏ cuộc hay suy sụp vì bất cứ một lý do gì. Thương chúc mọi gia đình trong chúng ta một tháng mới thật nhiều niềm vui, an lành và hạnh phúc. Mến, hẹn gặp lại khán giả Hot Turn hôm nay và New York ngày mai nhé, Mạnh Quỳnh chia sẻ. Dưới bài đăng, rất nhiều bình luận từ khán giả đã gửi lời động viên tới nam ca sĩ. Thời gian gần đây, Mạnh Quỳnh đi diễn show khá nhiều và phải đến nhiều địa điểm trên thế giới. Đây chắc hẳn cũng là một phần lý do khiến anh mệt mỏi như vậy. Nhiều giờ qua, cư dân mạng đã lan truyền clip so sánh phần trình diễn Bầu ơi đừng khóc của ca sĩ Mạnh Quỳnh với Hồ Văn Cường. Ngoài những bình luận tích cực thể hiện sự yêu thích đối với Hồ Văn Cường và Mạnh Quỳnh thì cũng có những thành phần quá khích, những người này gây tranh cãi nảy lửa và cho rằng Hồ Văn Cường thể hiện nhiều cảm xúc hơn. Dù vậy nhưng cũng có một số khán giả lên tiếng cho rằng không nên mang Hồ Văn Cường ra so sánh với Mạnh Quỳnh vì tuổi nghề nam ca sĩ còn trẻ, cần phải học hỏi thêm. Bên cạnh đó, giọng hát và cách truyền cảm của các nghệ sĩ cũng khác nhau, nên không có thước đo chính xác cho các bài hát và cách thể hiện của mỗi người.